Cho em hỏi, giờ muốn nuôi dưới thì làm thủ tục có khó lắm không và có tốn kém không? Đây cũng là câu hỏi của rất nhiều bạn trẻ đang muốn nuôi dúi và muốn khởi nghiệp làm kinh tế từ con dúi nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Có một số bạn nhầm tưởng con dúi là loại động vật cần bảo tồn nằm trong sách đỏ nên khó đăng ký chăn nuôi và làm thủ tục rất lằng nhằng. Thật ra con dúi nằm trong danh mục động vật rừng thông thường, được phép nuôi nhốt, mua bán, làm thương mại và làm thực phẩm, được Bộ Nông nghiệp Việt Nam cấp phép chăn nuôi từ lâu rồi. Dúi cũng là một trong những loại động vật rừng thông thường được xếp cùng nhóm với các loại động vật sau như lợn rừng, nhím, hon, vịt trời, và những loại động vật này đều được chăn nuôi thương mại nên thủ tục cấp phép chăn nuôi rất đơn giản. Thường thì những hộ chăn nuôi với số lượng nhiều và làm thương mại thì họ sẽ xin cấp phép chăn nuôi, còn những hộ nuôi với số lượng ít và nuôi thử, nuôi chơi để lấy kinh nghiệm thì hầu hết họ không có ý định đăng ký chăn nuôi. Còn bạn hỏi về chi phí thủ tục cấp phép chăn nuôi thì gần như không mất đồng nào đâu bạn nhé. Chỉ cần mang giấy tờ hợp pháp lên cơ quan kiểm lâm nơi bạn sinh sống, họ sẽ cấp cho bạn một quyển sổ về để ghi chép.